Trong phần video tiếp theo này mình lại quay mèo Min, và hôm nay thì bé mặc một cái áo body màu blue nhạt nằm chơi trên sân. Với cái áo mỏng này thì sẽ đảm bảo cho bé vừa thời trang mà lại không bị lạnh và khi mà có gió quá to. Chủ yếu là thời trang là chính. Đây, cái lông của đuôi này lắm lông hết, vuốt một tí ra đống lông luôn. Mèo con đáng yêu như thế này thì chúng ta nhất định phải ghi lại những khoảnh khắc của các bé, và mình đang cố gắng ghi lại thật nhiều khoảnh khắc đáng yêu của các bé mèo con và để đăng tải lên kênh Ký Từng Mèo VN. Hy vọng các bạn sẽ đều thích những video này và hãy bấm like, chia sẻ video, đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực làm video tiếp theo nhé.